Để lên đây nè. Ngon quá. Chú làm nhưng mà không cho tụ quân. Chú mở vô cái chai nó uống tiếp nha. Em hấp cái gì vậy? Không cần đâu. Mình tắt bếp đi. Mình có trứng, mình có ống khói rồi. Rồi thuộc con chiên à. Ly để lên đây. Dùng muỗng nhé. Dùng cái này xào lên. Chín rồi em. Rồi chín rồi gấp ra dĩa, ra chén. Không nóng mà em. Ủa, bạc cái gì? Mình sẽ để bánh kia lên cho mẹ ăn. Phải không? Chắc để trắng. Khói quá. Khói quá trời. Mình đang có bóng. Uống gì vậy em? Nấu ăn khát nước quá hả? Sao để cái son nó đổ rồi kìa. Không phải, em đang nấu. Chỉ để tìm về thôi nè. Chỉ để tìm về thôi nè. Và bất ngờ đâu nha. Và bất ngờ đâu. Mẹ ta sẽ chèn happy birthday to you, happy birthday, chúc mừng sinh nhật cho đứa con. À, ok.
cà rốt nè. Mở nhạc lên nha em. Ngược, cầm dao ngược kìa. Cắt chứ, trời, trời con bẻ luôn hả? Đưa mày lau mồ hôi cho nào. Cà rốt nè. Mở nhạc lên nha em. Ngược, cầm dao ngược kìa. Cắt chứ, trời, trời con bẻ luôn hả? Đưa mày lau mồ hôi cho nào. Hôm nay là gì? Một con hai dưa leo khồn, màu dứa đâu rồi? Màu gì? Màu dứa. Màu dứa, màu vàng hả? Màu vàng. Đâu? Không thấy màu vàng gì thôi. Mình sẽ chuẩn bị sinh nhật dưa leo khồn này chứ. Để mình sẽ bắt ra. Mời đi đây cuốn con ăn. Cứ tấm gương của chị nè. Chị sẽ làm theo gương của chị. Mở nhạc lên nào, mở nhạc lên nghe cho nó vui vẻ. Rồi, bây giờ là sinh nhật Unicorn hả em? Vậy em hát mừng sinh nhật Unicorn đi. Vừa hát vừa vỗ tay đàng hoàng, hát to lên chứ. Mẹ chẳng nghe gì cả. Happy
Unicorn. Quả gì vậy? Quả cà chua. Tiếng Anh là tomato. Mở nhạc nữa nào. No. Đừng có lấy cái này, cất này vô đây. Cái này để mẹ làm khói. Cái này cái đó là ớt cà chua. Rồi, mẹ làm món khói cho em chị. Phải bà này không? Mẹ có thích không? Dạ thích. Mẹ đừng có chuyện nữa nha. Rồi em ăn đi. Cái gì đó vậy? Cái đó là trà sữa. Nghe trà sữa. Nhảy vô đây uống. Nhảy vô đây uống luôn hả? Xì, nhảy vô đây uống luôn. Đã trúng rõ. Đại đê khôn thích uống sườn quá. Xem biết vậy. Chúng xin lỗi nha. Có 12 con unicorn mà tại sao giờ mất hết trơn vậy ta? Thì con để unicorn đó hết rồi. Gì vậy? Thơ. Nó là không có chơi với con gì hết. Tụi con đi ra ngoài không? Nhưng mà tụi con bận chơi với unicorn rồi. Xong á, thủ quân sẽ chơi với con chó liền. Mà thấy trứng thì phải bỏ vô chảo để chiên chứ. Trứng ốp la là phải chiên mà. Bỏ dầu ăn vào. Em hết dầu ăn rồi. Kỳ. Em hết dầu. Ra đây. Cái gì vậy? Ra đây rồi. Chúng đã có ra rồi. À, đã có ra rồi hả? Rồi, ok. Thủ quân, đóng cái nắp tủ lại nào. Em hết ra. Đó. Em vẫn hết ra rồi. Ra nhiều lắm. Em đổi ra màu hồng. Ra màu hồng mới chịu hả? Ra màu đen được không? Không. Em lấy ra màu hồng mới đỡ đẹp. Ra màu hồng rồi. Màu đen.
Cái gì em? Không phải, em đang lấy tiền trả lại cho chú. À, tiền trả cho chú hả? Đủ ra là phải trả tiền cho chú, đúng rồi. Có tiền là thôi, lấy tiền đây, có tiền đây. À, lấy tiền thối rồi, bọng túi rồi. Một thiếu. Còn thiếu 200 nữa, chắc phải tiền trả đây. Sau là lấy ra lại chữ về. Vì không có tiền mà đổi ra. Giao đây. Nếu mà không có tiền trả thì mời chú ăn bánh đi. Được. Mời chú ăn bánh. Hỏi. Chú nói sao em? Em mời chú rồi chú có ăn không? Chú ăn rồi. Rồi chú nói sao? Cảm ơn chú. Em làm gì vậy em? Em đang rửa chén. À, em đang rửa chén hả? Wow, con gái của mẹ rất giỏi luôn. Nấu ăn mừng sinh nhật Unicorn xong rồi còn rửa chén cho Unicorn nữa chứ.